Rồi, xin mến chào anh chị, rất vui được gặp lại anh chị trong cái clip tiếp theo của mình hôm nay. Kênh mình là Nông Dân TV đó. Hiện tại thì mình đang có mặt tại cầu sắt của thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Thì mình tiếp tục cái cập nhật cái lô bò mới tiếp theo. Hôm nay đó là ngày 16 tháng 12 nha, ngày 16 tháng 12. Thì cái lô bò này thì vừa đi mùa hôm cho nên là tấu quá, mình không có quay được. Thì sáng này lúc này sáng sớm nha, mình xuống mình quay cái lô bò này cũng như báo giá để quý bà con tham khảo. Rồi, đây. Thì trong cái lô bò này thì bà bơ và bò lai, thì bò lai trong cung ra thì dãy bò lai cũng rất là đẹp, 5 con bò lai và một số bò bà bơ, thì tất cả là trên mười mấy con đó. Đó, trên chục con. Thì giá chủ trại đưa ra cái dãy bò bà bơ ấy, cái lô bò bà bơ ngày hôm nay đó là từ 27 cho đến 29 triệu một con. Bò là bò đẹp nha, bò đẹp, bò ba bơ đẹp. Thì trong kia thì có 5 con bò lai, thì trong đó bò cũng rất là đẹp. Thì mình quay qua rõ nét từng con để quý bà con tham khảo. Quay từ vài quay vô, quay sơ qua rồi mình quay rõ nét từng con nha. Đây, đây, đây là dàn ba bơ. Trong đây thì có 5 con bò lai đó, 5 con bò lai, 5 bò lai đây có mấy con rất là đẹp. Đó, nem bò lai đây rất đẹp nha. Đó. Đó thì trước tiên thì nối cái dàn bò lai đây, giá dao động với quý bà con tham khảo thì từ 20 tới 22 rưỡi nha. Đó, trong đây thì nó có con lớn con nhỏ. Đó, con đây là nhỏ nhất nè, trong cái lô đây thì con này nhỏ nhất. Đó, bò lai ấy. Rồi tiếp con này, máy này lại xin nha, máy này lại xin. À, trong đây thì dàn ba con trăm con đây là to, đứng xét quá cũng khó quay, quay cái lưng của nó. Đó, lưng. Đó, ba con trăm con đây thì nó mét hai hết nha, đó con mét hai đó. Ba con trong con đây là 1m2, bò rất là dài đẹp. Để quay rõ. Đó, quay cặp mình của con bò lai đây, mặt đầu chuỗi luôn nha, chén vô. Chân rất bự. Đó, quay xe để quý anh chị hình dung con bò này nó đẹp cực kỳ luôn. Đó, chiều ngang rất nở nha, mấy bò lai đây chiều ngang rất nở này, đó. Chiều ngang đó. Đó, chân cạn đó. Mấy đây mà dạng hầu trước là bò ghiền nha, bò ghiền á. Wow, cái con này nè, nó dài cực kỳ luôn. Đó, chân rất bự. Mấy con đây là 1m2 hết nha, 1m2 cứng luôn nha. Đó, hai cứng luôn á. Wow, con này nè, đấy. Mấy đây là nghĩ dạng nghĩ lỡ hết nha, chứ không phải nghĩ nhỏ nha. Nghĩ lớn hết rồi á. Đó, thì dạng đây là từ 20 cho tới 22 năm nha. Đó, dàn bò lai đó, quý bà con đến trại xem bò trực tiếp, bò thì cao 1m2. Ua, cái mông tẹ của nó nè. Đấy, rồi quay lại dàn bò bơ. Bò lai đây chút nào mình quay trước mặt nó để quý bà con có quay có trước có sau. Đó, bò bơ. Ua, cái con này đuôi cục này, tai nhỏ này, đó, mông tẻ đấy, đẹp không? Đó thì dàn ba bơ thì từ 27 cho tới 29 nha, dàn ba bơ thì từ 27 cho tới 29 triệu, đây, đó, dàn ba bơ thì từ 27 triệu cho tới 29. Đó, nhìn lưng ba bơ đây. Đó. Mông có múi luôn. Tiếp con đây. Đó, bò này thì nó cao trên 1m1. Nó có con thì nó xém 1m2. Đó, nối dao động với chiều cao. Thì từ 6 đến 7 tháng. Đấy, 6 đến 7 tháng. Có con lớn hơn thì nó gần được 8 tháng. Bò này 6 đến 7 tháng là đây. Đấy, xem cái con này là cái cặp mình nó dài cực kỳ luôn. Đó.
cặp mình đó này. Đó, chân cản mặt này, tài nhỏ xíu luôn, lông rất là nhiều. Rồi cặp mình con đây chiều ngang đó, lưng. Rồi hai con ngồi cùng đây. Tại sao? Đó. Con đây cái tẻ đố ra sau nha. Có con này nó đố ngang, con đây nó hơi đố ra sau. Rồi tiếp con hoài cùng, chân rất là to, cổ đơ luôn. Đó, bò thì chủ trại đưa ra cái giá lô bò bơ từ 27 cho tới 29. Rồi là trên 1m1, xém xém 1m2. Đấy. Bò đẹp nha, trại thì lựa bò đẹp không á. Trại này là đa số là lựa bò đẹp, bò là mông bự, lưng vàng, dài ức đồ nở con đối. Rồi mình quay trước mặt mũi đây. Đó thì cái lô bò này đêm hôm vừa tấu quá không quay, sáng bằng ngày quay cho nó rõ nét, quay có trước có sau. Đó, chạy bò này là chạy bò La Hai nha, ở thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Đó, như cầu sắt kìa, đi cầu sắt đó. Anh chị nào không biết thì đến ngay chỗ thị trấn La Hai, cái chạy bò này nằm dưới chân cầu sắt đó. Đó, mặt mũi. Rồi, mấy bà like đây. Giá từ 20 cho tới 22 năm. Đặc biệt thì ba con trong đây thì dạng nghĩ là lỡ lớn lớn rồi. Bà con thì có con này lớn nhất nha, con này lớn nhất. Đó thì mình quay có trước có sau, mình quay thực tế không zoom lớn bò. Quý bà con muốn mua bò thì quý bà con đến trại xem bò trực tiếp thì nó thực tế rõ ràng hơn. Đó thì chủ trại chỉ đưa ra giá dao động để quý bà con tham khảo. Quý bà con thích con nào thì đến trại xem trực tiếp, thương lượng trực tiếp với chủ trại. Trại thì có hỗ trợ trong huyện thì giao bò đến bên tận nơi bà con luôn. Rồi thôi thì mình xin kết thúc cái clip tại đây. Cảm ơn quý bà con đã dành ít thời gian vào xem cái clip của mình. Cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại bà con clip kế tiếp.